Thưa tất cả quý vị, xin được đón chào quý vị đến với lại Trí Tạ Channel. Trong những ngày vừa qua thì tất cả quý vị cũng đã thấy được trên hệ thống tin tức của Mỹ đó, thì đã có những bản tin liên quan tới những lời qua tiếng lại giữa lãnh tụ của khối thiểu số tại Thượng viện, đó là thượng nghị sĩ Mitch McConnell cũng như là cựu tổng thống Trump. Và cái kết quả ngày thứ Bảy bỏ phiếu để luận tội Tổng thống Trump vừa qua thì chúng ta cũng thấy được cái kết quả là 57 trên 43. Và cái điều này đã cho thấy rằng đảng Dân Chủ đã hoàn toàn thất bại khi đưa ra cái chiến lược để mà muốn hạ nhục Tổng thống. Và họ cũng có cái ý rằng sẽ ngăn cản cựu Tổng thống Trump ra có khả năng tranh cử vào năm 2024. Thành ra chính vì vậy mà họ đã đưa ra cái việc luận tội tại Thượng viện và cái cuộc bỏ phiếu, thì chúng ta cũng đã thấy khá rõ ràng cái việc này đã hoàn toàn không thành công. Thì sau khi mà bỏ phiếu xong tại Thượng viện đó, thì chúng ta cũng xem những bản tin tức thì thấy Thượng nghị sĩ McConnell, ông cũng đã có một bài phát biểu tại Thượng viện, là ông cho rằng theo hiến pháp của Hoa Kỳ đó thì không có thể buộc tội một vị tổng thống mà đã về hưu rồi, tức là không còn giữ vai trò tổng thống nữa. Và ông cũng đã bỏ phiếu cùng với lại 42 đồng viện, tức là 43 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại việc đó. Tuy nhiên ông cũng muốn có khả năng rằng soi dịu bên phía Đảng Dân Chủ. Thành ra sau đó thì những lời phát biểu của ông lại đưa ra để mà chỉ trích cựu Tổng thống Trump, là mặc dù bây giờ Tổng thống Trump không còn giữ cái chức vụ Tổng thống nữa, tuy nhiên rất có khả năng rằng ông sẽ phải chịu trách nhiệm những việc mà đã xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng với cái tư cách là một công dân. Thì cái lời phát biểu của thượng nghị sĩ McConnell cũng khiến cho cựu tổng thống Trump sau đó đã đưa ra những lời phản ứng cũng khá mạnh mẽ. Thì theo như những lời phản ứng đưa ra bằng văn bản và cũng đã được các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí của Mỹ cũng nhắc đi nhắc tới khá nhiều lần, từ phía cựu tổng thống, từ phía văn phòng của cựu tổng thống Trump cho rằng thượng nghị sĩ Mitch McConnell là một người cứng đầu và là một người không có khả năng để mà lãnh đạo đảng Cộng hòa, là một người không có cái sự can đảm để mà đứng về phe của cựu tổng thống Trump, cũng như rằng cựu tổng thống Trump ông sẽ cho biết rằng ông sẽ tiếp tục ủng hộ các ứng cử viên hay là các dân cử thuộc đảng Cộng hòa ở Hạ viện cũng như Thượng viện vào cái cuộc tranh cử năm 2022. Thì cái điều này cũng cho thấy rằng cựu tổng thống Trump ông cũng không có ý muốn thành lập một đảng thứ ba. Và cái điều này chúng tôi đã thưa với tất cả quý vị cách đây vài tháng, khi mà đã có những cái nguồn tin cho rằng tổng thống Trump sau khi mà không còn giữ chức vụ nữa, ông sẽ có khả năng thành lập một cái đảng thứ ba. Nhưng mà vào thời điểm đó cách đây vài tháng thì chúng tôi đoán rằng cái chuyện này cũng sẽ không thành, bởi vì cựu tổng thống Trump hiểu rõ ngay hết, nếu mà cái đảng thứ ba ra đời đó thì đảng Cộng hòa sẽ còn rất yếu, có khả năng và sẽ có khả năng sẽ khó thành công trong cái cuộc tranh cử vào năm 2022. Thì những cái lời qua tiếng lại giữa thượng nghị sĩ McConnell với lại cựu tổng thống Trump đó, điều này cho thấy rằng trong đảng Cộng hòa cũng có khá nhiều những sự bất đồng. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn xuống Hạ viện đó, thì lãnh tụ của khối thiểu số tại Hạ viện là dân biểu liên bang Kevin McCarthy, ông đã tiếp xúc với lại Tổng thống Trump cũng hơn một tuần trước.
để mà có những sự thông cảm cũng như trao đổi thêm một số chính sách cũng như đường hướng tương lai cho Đảng Cộng Hòa. Thì cái điều này cho thấy rằng cũng có sự không đồng ý giữa dân biểu Kevin McCarthy ở dưới Hạ viện là lãnh tụ của khối thiểu số dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, và Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, tức là lãnh tụ của khối Thượng nghị sĩ Cộng Hòa tại Thượng viện. Khi mà nhắc tới Đảng Cộng Hòa, thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin phép thưa một vài điểm về lịch sử Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa được thành lập vào năm 1854. Và trong những ngày đầu thành lập Đảng Cộng Hòa đó, thì Đảng Cộng Hòa đưa ra cái tư tưởng rằng đề cao cái quyền tự do cá nhân, quyền tự do phát triển kinh tế, quyền sử dụng cũng như là sở hữu súng để mà tự vệ, cũng như là cái niềm tin vào Thượng Đế chống phá thai. Và Tổng thống Abraham Lincoln là tổng thống đời thứ 16 trong lịch sử Hoa Kỳ, là một vị tổng thống đầu tiên theo Đảng Cộng Hòa và lãnh đạo Đảng Cộng Hòa. Và chúng ta khi mà nhắc tới Tổng thống Abraham Lincoln, là tổng thống đời thứ 16 của Hoa Kỳ, ngài làm tổng thống từ năm 1861 cho tới năm 1865. Đây cũng là cái thời gian của cuộc nội chiến Hoa Kỳ, mà chúng ta đều biết cuộc nội chiến Hoa Kỳ đã kéo dài 4 năm, và những cái khác biệt tư tưởng giữa giữa chính quyền liên bang cũng như các tiểu bang miền Nam về những cái vấn đề nô lệ, những cái vấn đề như là kinh tế tại đồn điền cũng như là kinh tế trong các hãng xưởng, và đã xảy ra cái cuộc nội chiến của Mỹ. Thì cái cuộc nội chiến của Mỹ chấm dứt vào năm 1865, đưa tới kết quả rằng hoàn toàn xóa bỏ chế độ nô lệ. Và cái chuyện xóa bỏ chế độ nô lệ, thưa quý vị, cũng ít các cơ quan truyền thông báo chí cũng ít có nhắc tới. Nhưng mà xóa bỏ chế độ nô lệ đi tới bình đẳng giữa người và người, đó là căn bản trong Đảng Cộng Hòa. Thưa tất cả quý vị, khi mà nhắc tới Đảng Cộng Hòa từ thời xa xưa đó, từ vào những năm đầu tiên á, thành lập á, thì Đảng Cộng Hòa đã có cái quan điểm là xóa bỏ chế độ nô lệ để mà xiển dương cái quyền bình đẳng giữa người và người. Thành ra khi mà nhắc tới Đảng Cộng Hòa, đúng quan điểm của Đảng Cộng Hòa là nhắc tới quyền bình đẳng. Nhưng mà trong những cái thời kỳ hiện đại này đó, thì chúng ta thấy là ít các báo chí truyền thông ít có đề cập tới, ít có nhắc tới. Nhưng mà nhắc tới vấn đề xóa bỏ nô lệ, bình đẳng giữa người và người, đó là quan điểm của Đảng Cộng Hòa, thưa tất cả quý vị. Thì khi mà trở lại cái việc lời qua tiếng lại, cũng như những sự kiện mà đã xảy ra trong suốt 4 năm qua ở trong Đảng Cộng Hòa đó, thì cũng chúng ta cũng thấy được Đảng Cộng Hòa cũng có hai cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng là những cái người mà từ trước tới giờ đó, họ theo Đảng Cộng Hòa truyền thống, tức là đề cao cái quyền tự do cá nhân và không có đồng ý những cái vấn đề mà một cái chính phủ cồng kềnh mà phải thu gọn lại phát triển kinh tế, giảm thuế và tôn trọng tu chính án số 2. Đó là những cái quan điểm rất là căn bản của cái người mà theo Đảng Cộng Hòa truyền thống và cái niềm tin vào Thượng Đế. Đó là những cái điều rất là căn bản theo những người theo Đảng Cộng Hòa truyền thống. Và trong 4 năm qua thì chúng ta cũng thấy được ở trong giới chính khách của Hoa Kỳ, các dân biểu Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cũng như các thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện, họ cũng đã phải có một số lần họ không đồng ý. Bởi vì khi mà chúng ta thấy được Tổng thống Trump, ông lên trở thành Tổng thống đời 45 đó, thì ông thấy một số những cái vấn đề
liên quan tới Đảng Cộng hòa truyền thống mà từ trước tới giờ. Đảng Cộng hòa truyền thống thì cái tư tưởng á, họ vẫn luôn luôn là họ gìn giữ cho tới giờ phút này. Tuy nhiên những đời tổng thống trước đây đó, khi mà họ đưa ra những cái chính sách, từ chính sách đối nội cho tới chính sách đối ngoại đó, thì cũng không có khác nhiều đối với lại các đời tổng thống thuộc Đảng Dân chủ. Chúng tôi xin đưa ra một vài thí dụ về cái chính sách đối ngoại. Thì khi mà chính sách đối ngoại đó, thì chúng ta cũng thấy được các đời của Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa đi nữa đó, thì khoảng chừng 3-4 thập niên trở lại đây đó, thì các đời tổng thống này họ đều có cái khuynh hướng rằng toàn cầu hóa. Tức là toàn cầu hóa là theo cái xu hướng là hòa nhập với thế giới về rất nhiều vấn đề về môi trường, vấn đề về phòng thủ, vấn đề về an ninh, vấn đề về y tế. Tuy nhiên á, chúng ta thấy được có một số khía cạnh khi cái chính sách toàn cầu hóa đó đã làm cho Hoa Kỳ hao tổn rất là nhiều, vừa hao tổn tài lực, vừa hao tổn tài nguyên, mà lại cái kết quả không bao nhiêu. Thì chúng tôi cũng đã từng thưa rồi đó, thì khi mà nhắc tới chính sách đối ngoại của Tổng thống Biden đó, thì chúng ta cũng thấy được Tổng thống Biden lại chuộng chính sách là toàn cầu hóa. Thì tại sao chúng tôi đề cập tới chính sách toàn cầu hóa này? Thì chúng ta cũng thấy được khi mà Tổng thống Biden sau khi tuyên thệ nhậm chức đó, thì ông đã ký khá nhiều sắc lệnh, cũng như là ông đưa ra cái chính sách đối ngoại đó, là kêu gọi sự hợp tác của các đồng minh Hoa Kỳ về những cái biến cố đang xảy ra tại Miến Điện. Thì thì Tổng thống Biden cũng muốn rằng cái khối bộ tứ, tức là Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật, sẽ phải đoàn kết lại để mà đưa ra những biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, cuối cùng chúng ta cũng thấy chỉ có Hoa Kỳ là đơn phương đưa ra những cái chính sách trừng phạt đối với những tướng lãnh của cái thể chế quân phiệt tại Miến Điện. Mà Ấn Độ thì cũng đang muốn bắt tay với lại cái chính thể quân phiệt của Miến Điện để mà tiếp tục phát triển một số lĩnh vực liên quan tới kinh tế và an ninh. Chứ chúng ta cũng thấy được Ấn Độ cũng không có đưa ra một lời tuyên bố gì cả. Còn Nhật Bản đó, thì khi mà những cái biến cố đầu tiên xảy ra tại Miến Điện đó, thì phía Nhật Bản cũng chỉ đưa ra những lời tuyên bố rất là hời hợt. Và về phía Úc đó, thì chúng tôi cũng không thấy rằng Úc thật sự đưa ra những lời tuyên bố có cái tính cách là đanh thép và cứng rắn gì hết. Cuối cùng thì cho tới giờ phút này thì Hoa Kỳ vẫn là quốc gia trong cái đó bộ tứ kim cương đưa ra những cái lời phát biểu cũng như những biện pháp là sẽ trừng phạt giới quân phiệt Miến Điện. Cái điều này cho thấy rằng những cái chính sách, cái quan điểm về cái đối ngoại theo cái kiểu toàn cầu hóa đó đã không thành công và cũng không hiệu quả. Bởi vì cuối cùng thì quốc gia nào họ cũng nghĩ về quyền lợi của quốc gia đó, chứ họ ít có để ý tới vấn đề là phải hợp tác có một sự công bằng trong tất cả những cái chi phí về quốc phòng hay là những cái chi phí khác để mà tất cả quốc gia đều có lợi. Thành ra chúng ta thấy được cái chính sách toàn cầu hóa về cái vấn đề đối ngoại đó, theo như chúng tôi thấy nó rất là khó thành công, phải nói rất rất là khó thành công. Và về cái việc mà chúng ta thấy là sau khi mà Tổng thống Biden trở thành Tổng thống được 46 đó, thì các thể chế độc tài họ bắt đầu có những động thái để mà thử lửa, cũng như là bên phía Bắc Hàn cũng đưa ra những cái lời đe dọa sẽ tiếp tục thử lại vũ khí nguyên tử hạt nhân. Bên phía Iran thì họ cũng đưa ra những yêu sách đòi hỏi rằng nếu Hoa Kỳ mà muốn họ ngồi lại bàn hội nghị để mà có thể xem xét cho việc ký kết vào hiệp ước nguyên tử tại Iran á,
thì họ muốn Hoa Kỳ phải gỡ bỏ cấm vận. Về phía Trung Cộng á, thì chúng ta cũng thấy được Trung Cộng cũng đã đưa ra những lời phát biểu mà đầy tính răn đe, nói là Hoa Kỳ không được quyền xen vô những chính sách đối ngoại của Trung Cộng, không được quyền đề cập tới những vấn đề như là Đài Loan, Hồng Kông, Tây Tạng hay là Tân Cương. Thì điều này cho thấy rằng họ cũng đoán được là chính sách đối ngoại của Tổng thống Biden sẽ đi theo cái hướng kêu gọi sự hợp tác. Nhưng mà khi mà kêu gọi sự hợp tác của các đồng minh á, thì các đồng minh của Hoa Kỳ đó, họ lại có những cái quan điểm khác nhau. Thì khi mà họ đã không có thật sự, các đồng minh của Hoa Kỳ đó, họ không có thật sự, họ đi theo những cái điều mà Hoa Kỳ đã vạch ra đó, thì cái kết quả thì Hoa Kỳ cũng sẽ phải là một quốc gia, cũng phải đưa ra những cái chính sách, những cái hành động, có thể gọi là một hành động đơn phương. Bởi vì cái chính sách toàn cầu hóa đó, chúng ta thấy được ở cái thời kỳ này đó, tất cả các quốc gia trên thế giới đó, họ luôn luôn nghĩ khi mà đi theo Hoa Kỳ đó, thì họ cũng có sự tính toán. Họ đi theo Hoa Kỳ họ sẽ tính toán như thế nào để mà có thể họ lợi dụng được Hoa Kỳ. Thành ra trở ngược lại đó, chúng ta vẫn phải đợi xem có những cái chính sách đối ngoại của Tổng thống Biden đó, trong những tháng sắp tới đó, có thể giải quyết được những cái biến động tại vùng Á Châu Thái Bình Dương hay không. Hai là những cái mâu thuẫn đang và sẽ tiếp tục xảy ra tại vùng Trung Đông, cũng như là một số số quốc gia tại châu Âu, người ta vẫn lo ngại về những cái sự bành trướng quân sự của Nga. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thưa đó, về phía Đảng Cộng Hòa sẽ phải ngồi lại để mà dàn xếp cho những mâu thuẫn. Bởi vì cái cuộc tranh cử vào năm 2022 đó sẽ tranh cử lại một số ghế của Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện cũng như ở Hạ viện, mà Đảng Cộng Hòa cần phải đoàn kết hơn. Còn nếu không đó, năm 2022 sẽ là một năm thử thách cho Đảng Cộng Hòa. Đó là những cái tin tức trong những ngày vừa qua, những lời qua tiếng lại giữa cựu Tổng thống Trump cũng như là đương kim thượng nghị sĩ là và lãnh tụ khối thiểu số Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện là thượng nghị sĩ McConnell đó, sẽ ảnh hưởng như thế nào cho tới cái cuộc bầu cử năm 2022. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cũng phải ghi nhận được là cái số ủng hộ dành cho cựu Tổng thống Trump đó, còn rất là đông, còn rất là nhiều. Chúng ta cũng thấy được khi mà những 43 thượng nghị sĩ mà họ bỏ phiếu, họ không đồng ý với cái việc luận tội của phía Đảng Dân Chủ đó, họ cũng hiểu được và họ cũng có sự tính toán cho cái sự nghiệp chính trị của riêng mình. Riêng về thượng nghị sĩ McConnell đó, thì ông mới thắng cử trong cái cuộc tái tranh cử vào năm 2020 đó, thì là ông còn tới 6 năm, nhiệm kỳ của một thượng nghị sĩ còn tới 6 năm. Thành ra chính vì vậy đó mà ông tương đối rằng ông đỡ bị áp lực hơn những thượng nghị sĩ mà phải tranh cử vào năm 2022. Tuy nhiên đó thì ông vẫn bỏ phiếu là không có luận tội Tổng thống Trump. Nhưng mà ông cũng đưa ra lời phát biểu để mà muốn xoa dịu các chính khách thuộc Đảng Dân Chủ. Điều này cho thấy rằng ông cũng muốn cố gắng là tỏ ra mình trung dung đi hàng hai. Tuy nhiên, cái điều này đã làm cho cựu Tổng thống Trump phật lòng và đã có những phản ứng. Chúng ta thấy dù muốn dù không đó, thì chúng ta cũng thấy được chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump rất là thích hợp với những cái biến cố đang xảy ra trên thế giới. Phải có những cái chính sách nhiều khi quyết đoán, cứng rắn để mới có thể trấn áp được Trung Cộng, mới có thể trấn áp được Iran, mới có thể khiến cho Bắc Hàn không thử vũ khí hạt nhân. Đó là những điều mà chúng tôi ghi nhận về chính sách đối ngoại của cựu Tổng thống Trump. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra những tin tức cũng như là quan điểm trong những chương trình sắp tới. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị và xin chúc quý vị một ngày an bình và hạnh phúc.